Những vấn đề thời sự luôn được cập nhật kịp thời. Những tấm gương bình dị giữa đời thường. Những nét văn hóa truyền thống cần được giữ gìn. Những câu chuyện cảnh giác chưa bao giờ cũ. Tất cả sẽ có trong camera cận cảnh. Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra mà nguyên nhân là do người đi bộ đi sai luật, gây nên hậu quả nghiêm trọng cho chính người đi bộ và người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường. Điển hình là ngày 10 tháng 4 năm 2018, tại quốc lộ số 47 thuộc khu 5 thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Văn Hân đã băng qua đường mà không quan sát, cho nên đã va chạm với người điều khiển xe mô tô, làm người điều khiển xe mô tô bị ngã xe và tử vong. Cuối năm 2009, Tòa án Nhân dân huyện Mỹ Hào, Hưng Yên đã xét xử một vụ án hy hữu về tai nạn giao thông do người đi bộ gây tai nạn. Bị cáo là Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1990, bị tuyên phạt 9 tháng tù giam, 18 tháng thử thách về hành vi cản trở giao thông đường bộ. Nữ sinh này đã trèo qua giấy phân cách để sang đường, khiến một người điều khiển xe máy phải né tránh, đâm vào lề đường và tử vong. Theo ghi nhận thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh, việc người đi bộ sang đường sai luật diễn ra khá phổ biến. Có nhiều người đi bộ băng qua đường không đúng nơi quy định, sang đường mà không quan sát xe cộ hai bên, dẫn đến những tình huống nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện giao thông, nhất là khi họ đang chạy xe với tốc độ nhanh. Đường Điện Biên Phủ, khu vực thuộc quận Bình Thạnh, đoạn có 4 làn xe, các phương tiện được phép di chuyển với tốc độ khá cao. Nhưng tại đây cũng có nhiều người đi bộ sang đường thường xuyên và liên tục vì hai bên đường là trạm xe buýt và trường học. Một người, hai người, ba người và hàng loạt người dân ngang nhiên bất chấp nguy hiểm vượt qua hết làn đường này đến làn đường khác, dòng xe này đến dòng xe khác để sang đường. Nếu gặp sự cố bất ngờ thì chắc chắn các phương tiện đang lưu thông trên đường sẽ không xử lý kịp. Để tình trạng này thì đi qua lại nó rất nguy hiểm chứ không phải là nguy hiểm. Nhưng mà trong cái tình thế ép buộc ta phải đi rồi, không lẽ giờ ta đi từ dưới kia, từ ở đó thì chú kia tôi quay trở lại. Đó, nó cũng cực, hoặc là đi ngược cái lên đây, lên trên tới lên cầu vượt hàng xanh này quay trở lại đây. Tại vì đây, đây cái trường học trên kia nó xuống ở đây, nó băng qua đó. Đó, nó xuống bởi nó băng qua đây. Đường cứ chạy thì người dân cứ bưng không? Ngày nào cũng như ngày đó thôi. Ngày nào cũng vậy, ngày nào như ngay cái gốc này nó cũng có xảy ra tai nạn. Chứ giờ ít hay nhiều thôi, cũng nguy hiểm lắm. Đa số sinh viên nó bị tai nạn hoài. Tự trên cầu nó đổ dốc xuống nó đâu có thấy đâu. Thí dụ như nhiều người á, nhiều đứa băng qua đường á, thì nó còn thấy, một đứa nó không thấy được. Chứ nhiều đứa nó bị đụng hoài. Tại thường thường á, là tới giờ ra học là sinh viên nó đi băng qua đường á, một lần cả chục đứa trở nên người ta mới nhìn thấy nữa. Tại vì bên bển nó cũng có hướng đi dành cho bích đi về, thì mấy người già này ta đi qua bên bển ta vô về hướng Thủ Đức. Đó. Sinh viên nó cũng vậy, nó qua bển nó đi về hướng Thủ Đức, băng qua băng lại Đức. Việc xử lý người đi bộ vi phạm luật giao thông đã được quy định rõ trong văn bản luật như Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 171 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt, Nghị định số 46 Bộ luật hình sự 2015. Theo Nghị định 46, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, người bộ hành đi qua đường không đúng nơi quy định, vượt qua giải phân cách hoặc đi vào đường cao tốc có thể bị phạt hành chính từ 50 đến 200 ngàn đồng. Còn theo quy định mới của Bộ Luật Hình sự 2015, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 về việc vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ, Điều 260 không còn bó hẹp trong phạm vi những người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà còn được mở rộng ra cho cả người bộ hành. Theo đó, nếu người đi bộ là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, theo khoản 3 Điều 260 của Bộ Luật Hình sự 2015, thì cũng đối diện với nguy cơ bị phạt tù ở khung cao nhất là 15 năm tù giam. Quy định thì cứ quy định, đi thì vẫn cứ đi.
Phóng viên của chương trình cũng đã có cuộc nói chuyện với những người đi bộ sang đường sai luật, nhưng câu trả lời cũng chỉ là biện minh cho sự vi phạm của bản thân họ. Tại do mình đi học, mình phải băng qua đại lộ thì mới qua trường được. Tại vì tụi em còn phải đi học qua đường D2, mà chỗ này thì không có xe buýt, nó dừng ở đó thì tụi em đi qua đường ở đây thôi. Chứ giờ chị thử gợi ý cho tụi em một cách để đi qua đường với chị. Tại vì ở đây không có cầu vượt, không có vạch kẻ đường nên bắt buộc tụi em phải đi như vậy thôi. Tụi em cũng cảm thấy nguy hiểm lắm chứ, tính mạng của tụi em mà, tụi em phải tự biết bảo vệ chứ, nhưng mà không còn cách nào khác, tụi em phải đi học. Không nguy hiểm đó, nhưng mà phải đi thôi, trong lẽ đi vòng nước lớn vậy. Dạ, tại vì em không thấy được cái vạch kẻ đường, nên là việc băng qua như vậy thì ai cũng băng như vậy. Em có thấy là đi như vậy là khá nguy hiểm cho bản thân không? Dạ, em thấy khá là nguy hiểm. Nếu mà muốn đi vòng qua thì sẽ khá là xa, nên là em phải băng qua như vậy. Đã đến lúc cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn nữa trong việc xử phạt người đi bộ đi sai luật, bên cạnh việc tuyên truyền vận động ý thức tuân thủ luật pháp của người dân khi tham gia giao thông trên đường phố, dù chỉ là đi bộ. Phóng nhanh, vượt ẩu. Đây là những cách lưu thông của một số người thiếu ý thức mà chương trình Camera Cận Cảnh đã từng đề cập đến. Vậy hôm nay sẽ là tình huống nào đây? Đồng hồ trên camera an ninh hiển thị khoảng 6 giờ sáng. Đường đông xe và di chuyển lộn xộn. Camera an ninh tại một ngôi nhà ghi lại được hình ảnh. Phía trước nhà có một chiếc xe gắn máy không có người trông. Cạnh bên là một người đàn ông đội mũ bảo hiểm nhìn ngó xung quanh. Chuyện gì đã xảy ra? Xem lại tình huống một lần nữa. Tại một giao lộ có nhiều xe qua lại, rất nhiều người chạy ngược chiều để băng sang giao lộ, bất chấp dòng xe đang di chuyển tới, thì bất ngờ có một vụ tai nạn xảy ra. Trở ngược lại tình huống, hòa trong dòng người đi ngược chiều, hai người thanh niên này đã bất chấp nguy hiểm, phóng xe qua làn đường của chiều xe chạy ngược lại. Cùng lúc đó, chiếc ô tô chạy từ xa đến đã không tránh kịp, tông thẳng vào chiếc xe máy và hai người thanh niên chạy ẩu này. Cú tông khá mạnh khiến chiếc xe máy và người thanh niên bay vào giải phân cách. Một người bay qua giải phân cách rớt sang làn đường ngược lại. Rất may mắn là chiếc xe ô tô trên làn đường ngược lại đã dừng lại kịp thời, nếu không đã có tai nạn liên hoàn xảy ra. Đây là bài học đắt giá dành cho hai người thanh niên phóng xe bạc mạng này và cả những người dân thường xuyên đi sai luật bằng sang đường ẩu tả, xem thường tính mạng của mình và người khác. Camera cận cảnh đã từng đề cập đến rất nhiều vụ trộm cướp gây thiệt hại về tài sản và tạo nên sự bất an trong cuộc sống của người dân. Chương trình Camera cận cảnh kỳ này sẽ đề cập đến vụ trộm nào đây? Đồng hồ hiển thị 7 giờ tối. Camera an ninh tại một quán ăn ghi nhận được hình ảnh. Bàn ghế của quán ăn để đầy trên vỉa hè. Tại lòng đường, ngay trước quán có 3 chiếc xe máy đang đậu, trong đó có 2 người đang ngồi trên một xe. Một lúc sau, hai người ngồi trên xe gắn máy rời đi, còn người thanh niên này thì lấp ló phía sau chiếc xe màu xanh. Chiếc xe này bị hỏng hóc chăng? Chuyện gì đã xảy ra? Xem lại tình huống lần nữa. Có hai chiếc xe đậu dưới lề đường không ai trông coi. Một người thanh niên mặc áo sọc xanh xuất hiện, đi qua đi lại và ngồi xuống ngay cạnh chiếc xe máy màu xanh. Hắn lây hoay phía dưới bánh xe và ngó nghiêng xung quanh. Thấy người từ trong quán đi ra, hắn giả vờ ngó nghiêng chỗ khác và lấy điện thoại ra để nghe nhằm đánh lạc hướng. Khi hai người khách mua hàng rời đi, hắn ta lại tiếp tục mở khóa bánh xe và chờ cho đến khi người thanh niên áo cam vừa quay lưng vào quán. Hắn bẻ khóa xe và nhanh chóng để máy xe phóng vọt đi. Người thanh niên áo cam từ trong quán phóng ra chạy đuổi theo tên trộm. Tình huống thứ hai. Tại một cửa hàng bán thiết bị phòng cháy chữa cháy, phía trước nhà có 3 chiếc xe gắn máy đang đậu và không có người trông coi. Từ đằng xa, một người đàn ông đi bộ đến và ngồi cạnh chiếc xe máy để ở phía ngoài cùng. Hắn ta đội mũ bảo hiểm và bịt khẩu trang. Sau đó hắn kéo khẩu trang xuống và châm thuốc hút, thì một chú chó chạy ra nhưng không sủa. Hắn ra tay bẻ khóa cổ xe và vội vàng dắt xe nhanh chóng rời đi.
còn không quên trả lại mũ bảo hiểm. Đây là hai tình huống trộm mà người dân cần cảnh giác, đừng vì sự chủ quan là đã khóa cổ mà lơ là với tài sản của mình. Vì bọn trộm hiện nay rất chuyên nghiệp và luôn có mặt ở bất kỳ nơi đâu. Một xe, hai xe, ba xe và rất nhiều xe gắn máy hai bánh trên 50 phân khối được nhiều học sinh sử dụng để lưu thông đến trường. Đây là một số hình ảnh cho thấy việc cấm sử dụng xe máy trên 50 phân khối đối với trẻ em dưới 18 tuổi đã không phát huy được hết tác dụng trong thực tế. Mặc dù đã có quy định rất rõ, nhưng đến nay, tình trạng học sinh sử dụng xe gắn máy trên 50 phân khối để lưu thông vẫn diễn ra, trong đó có phần trách nhiệm của phụ huynh và cả nhà trường. Theo ghi nhận của phóng viên chương trình Camera Cận Cảnh vào giờ tan trường, rất nhiều học sinh trung học phổ thông chạy xe gắn máy có dung tích trên 50 phân khối từ các bãi giữ xe xung quanh trường chạy ra. Để tránh bị phát hiện, những học sinh này không gửi xe trong trường, mặc áo khoác để che bảng tên trường. Đường thì đông, nhưng nhiều học sinh chạy xe lạng lách, có bạn không đội nón bảo hiểm. Nguy hiểm nhất là có bạn còn đùa giỡn điều khiển xe không quan sát như thế này đây. Rất dễ gây tai nạn cho chính mình và người đi đường. Trong trường thì cấm học sinh sử dụng xe trên 50 phân khối. Chỉ có những anh bạn hoặc là anh chị nào đi xe 50 phân khối thì mới được gửi trong trường thôi. Giờ em nghĩ là học sinh thì mình nên tuân theo cái nội quy ấy, là chỉ nên đi những loại xe 50 phân khối. Nếu mà phát hiện học sinh mà xài xe phân khối lớn là bị kỷ luật, hạ hành kiểm hay cách kiểu đi giữ xe giáo viên và xe dưới 50 phân khối. Học sinh nó gửi bãi mấy cái xe phân khối lớn ở ngoài bãi đỗ xe của trường, là gửi những cái bãi đỗ xe tư nhân nhỏ thì trường không kiểm soát được cái vấn đề đó. Rất dễ nhận ra các em học sinh đi xe máy sai luật, nhưng dường như ít thấy công an giao thông xử phạt. Còn nhà trường thì chỉ có thể quản lý các em trong giờ học. Đặc biệt, nhiều phụ huynh học sinh lại tiếp tay bằng cách mua xe gắn máy trên 50 phân khối cho con. Cho mấy đứa nhỏ nó chạy thì chạy dưới 50 phân khối được. Còn trên 50 phân khối thì đừng nên. Theo như tôi thấy thì học sinh thì cha mẹ phụ huynh nên đi đưa rước cho nó chắc ăn. Chứ nhiều khi mấy đứa nhỏ nó chạy chứ nó cũng giống như là hãy có đứa này mà nó chạy nó nhanh cái là đứa kia nó sẽ đua nhanh lên này. An toàn giao thông nó không có đảm bảo cho tụi nó. Anh tự đưa đón con anh, cho nên là anh sợ rủi ro về vấn đề an toàn giao thông. Đừng để cho các em đi xe khối lớn, khi nó có cái rủi ro trên đường khi không có lường trước được, cho nên là tốt nhất phụ huynh anh đưa các em đến trường cho nó an toàn hơn. Do vấn đề phụ huynh thôi, chứ còn nhà trường thì đã có cái cấm các em dưới 18 tuổi sử dụng phân khối lớn rồi. Nên do phụ huynh người ta cho các em đi phân khối lớn là không có đúng. Nói về ngăn chặn thì phải gia đình là trước hết. Tại cứ sắm xe cho con đi lớn, xe phân khối lớn là tại cha mẹ là lỗi phần lớn nhất chứ đâu có trách nhà trường này kia được. Đó là lỗi cha mẹ trước. Theo quy định của bộ luật hiện hành, học sinh được phép sử dụng xe như sau. Từ 12 tuổi được đi xe đạp, từ 16 tuổi được đi xe máy 2 bánh 50 phân khối và từ 18 tuổi được học để lấy một số giấy phép lái xe. Tại khoản 1 điều 60 luật giao thông đường bộ 2018 đã quy định như sau. A. Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 phân khối. B. Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh có dung tích xi lanh từ 50 phân khối trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự. Xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg, xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi. C. Người đủ 21 tuổi trở lên được lái xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên, lái xe hạng B2 kéo rơ móc FB2. D. Người đủ 24 tuổi trở lên được lái xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi, lái xe hạng C kéo rơ móc sơ mi rơ móc FC. D. Người đủ 27 tuổi trở lên được lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi, lái xe hạng D kéo rơ móc FD. E. Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi là 50 tuổi đối với nữ và 55 tuổi đối với nam. Bên cạnh đó, điều 21 Nghị định số 46/2016
trên NDCP về xử phạt các hành vi vi phạm quy định của người điều khiển xe cơ giới. Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển mô tô, xe máy, kể cả xe máy điện và các loại xe tương tự mô tô hoặc điều khiển ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xy lanh từ 50 phân khối trở lên. Như vậy, căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 60 Luật Giao thông Đường bộ 2008, người từ đủ 16 tuổi tương đương độ tuổi học sinh cấp 3 hiện nay đã được điều khiển xe máy nhưng có dung tích xy lanh dưới 50 phân khối. Vậy những học sinh chưa đủ 18 tuổi mà đi xe gắn máy trên 50 phân khối là sai luật. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh muốn đảm bảo an toàn cho con thì nên cho con sử dụng xe đúng quy định của pháp luật. Giống như là nhà trường cấm không cho học sinh đi xe đó, không cho gửi xe trong trường này kia, thì giống như là có những số trường khác đó, nó nói là học sinh nào mà bị vi phạm thì sẽ bị hạ hạnh kiểm, thì sau đó thì mấy đứa nó sẽ sợ thôi chứ gì. Thì đã có luật giao thông rồi, cũng thông báo với nhà trường rồi, thì bây giờ phụ huynh thấy cái nào tốt thì mình áp dụng cho con mình thôi, tự mình biết cái nào tốt thì mình trang bị và không tốt thì thôi. Thông báo rộng rãi thôi chứ là cấm tuyệt đối chứ giờ. Cái này chắc phải tuyên truyền để cho nó hạn bớt rồi, nếu lớn lên đủ tuổi thì nó cho đi, chứ còn nhỏ quá thì không nên. Đã đến lúc các cơ quan chức năng, nhà trường và phụ huynh cần chung tay để chấm dứt việc học sinh đi xe máy không đúng quy định. Bởi vì việc đi xe phân khối không phù hợp với lứa tuổi có thể gây nguy hiểm cho các em và gây nguy hiểm cho người khác khi các em lưu thông trên đường phố, cùng những hệ lụy khác mà người lớn không thể lường trước được. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về email cameracancanh@mcv.com.vn hoặc số điện thoại 0938 980 305.